Rồi. Ủa nó không chịu tới nhiều ta. Nó bị quê rồi. Nó quay đằng sau lưng của đó. Đưa một cục mỏ lên đầu. Đưa một cục mỏ lên đầu có giống mũ lên đầu không? Cha đậu nấu mà. Cái mũ lủng đầu. Đâu giáo lên đâu giáo, đâu giáo. Đó, nó bay lại ra. Nhất định nó không lên đầu mình ăn ha. Rồi, được rồi.